Con kính bạch thầy. Con trăm ngàn lại, sư ông trường thường, trụ trì tổ đình từ hiệu, đại lão hòa thượng, thiền sư Thích Nhất Hạnh. Con là Phật tử thuần thành Đinh Long Nhật, pháp danh Quảng Minh, nghề danh Long Nhật. Con đã được học và được hát tác phẩm tuyệt vời của Ngài, Bông Hồng Cài Áo. Con đã thấm nhuần tư tưởng của Ngài. Con đã học trong tác phẩm này và cố gắng một ngày hoàn thiện hơn. Sự hiểu hành với ông bà, cha mẹ, với quý thầy cô giáo, sống có trách nhiệm, yêu thương vợ con, anh em ruột thịt, thân bằng quyến thuộc. Mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ là biết kính trọng đồng nghiệp và biết mang ơn khán giả. Qua một đêm hội, con được khán giả khắp mọi miền, trong Nam ngoài Bắc cũng như khắp nơi trên toàn thế giới yêu thương. Mỗi lời hát, mỗi giai điệu, đặc biệt là những vần thơ Bông Hồng Cài Áo đã cho con lớn lên. Và hôm nay, những ngày cuối năm, con có duyên lành được về quê hương xứ Huế ruột thịt của mình, được lên chùa Từ Hiệu để vinh hạnh vui lầy dự đại tang của Đức Sư Ông. Chùa Từ Hiệu là cả một trời kỷ niệm của con, cả một tuổi thơ tuyệt vời khi con học những bài trường Quốc học Huế. Cứ mỗi mùa Vũ Lan Thảm Hồi hay là đại lễ Phật Đản, mỗi dịp hè hay ngày Tết, con được thầy cô, bạn bè đưa lên chùa Từ Hiệu về khung cảnh nên thơ hữu tình để giữ những ngày cắm trại hay sinh hoạt gia đình Phật tử. Con thương nhất, yêu nhất là chiếc hồ bản nguyệt của chùa mạc rời cả một tuổi thơ. Hôm nay lên chùa dự đại tang thiền sư Thích Nhất Hạnh, con may mắn được quý thầy, quý sư bà, quý sư cô hướng dẫn sau khi cùng với tất cả những Phật tử quỳ lạy trước bàn thờ Phật, trước kim quang của Ngài. Con đã được đảnh lễ và may mắn hơn, con đã được quỳ bên cạnh kim quang của Ngài. Con biết con là một Phật tử có phước báu, có duyên lành mới được như thế. Sau đó con được thầy Từ Hải đưa con vào chánh điện để lạy Phật, gặp các thầy, các sư cô ở nơi đây. Rồi con được vào phòng khách đọc những vần thơ của sư bà về công đức vô lượng của đại lão hòa thượng thiền sư Thích Nhất Hạnh, để nghe về công đức của Ngài. Rồi được dùng cơm chay với thầy Mạng Phước. Chưa hết, con lại được thầy Mạng Phước cho lên tầng vườn địa đàng, nơi có đài hòa thân sẽ diễn ra đại lễ trà tì của Đức Sư Ông. Con được quý thầy và ban tổ chức hướng dẫn thắp hương được đài hòa thân, vườn địa đàng nơi diễn ra đại lễ trà tì của Đức Sư Ông trưởng thường trụ trì tổ đình Từ Hiệu, đại lão hòa thượng thiền sư Thích Nhất Hạnh. Con là Phật tử thuần thành Đinh Long Nhật, pháp danh Quảng Minh, nghề danh Long Nhật, xin được hưởng tròn phước báu và hồi hướng công đức này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.